đây các bạn biết đó, thì khi mà mình muốn uống cong một cái khúc cây nào đó thì mình, ở đây họ thường dùng đó là hơi lưỡi, nó lửa đó. Uống cong cái phần này nè, để mà vô phần lương đó, phần lương đụng đó. kêu là lương đụng đó các bạn. Uống cong mấy khúc này nè, đây dùng cái bả lan kéo xuống. Đây dùng cái cây đỡ nè. Nó đóng nguyên vàng này. Cái cạo. Cạo giữ chắc lại. Nguyên vàng. Đây bên đây xong hết cây rồi nè. Không. Xong hết cây rồi đó. Uống cầm lại xong hết cây. Khói quá. À, nếu như mà thường á, là mình muốn uống cong cái phần nào nhiều á, thì mình sẽ bắt cái phần lửa đó nhiều. Đây phần lửa khúc này nhiều nè, nóng, nó đang nóng nè. Rồi từ từ á, từ từ mình sẽ kéo cái bả lan này xuống, nó sẽ cong theo từ từ. Đây các bạn thấy đó, thì cái kỹ thuật này thì ở bên thợ mộc họ làm. Ở đó các bạn biết đó, thì lấy cái phần đang uống cong ở đó đắp vô cái phần này nè, này cái nguyên đường kẽ này nè, các bạn thấy không đó, nguyên đường đó chạy dài ra tới đằng mũi lô luôn, uống cong như vậy đó. Thì ghe này bữa nay cũng sửa gần xong rồi đó. Vô be nè, mình xong hết trơn rồi, tha nhớp tha nhau gì rồi cho nên nè, chờ lắp keo lại. Thì thường á mấy cái đầu này nè là đóng bù lon đó, xiết ở bên trong cho nó đừng có bể, còn phần này đóng đinh. Đây gần sống hết trơn rồi, có mùa lon đóng đinh. Xiết mùa lon nè. Đây uống cong từ từ, kéo nó xuống. Nó thì chịu, cái đầu nó thì chịu vô cái phần đó. Kéo đem nhìn nha. Đây không?
đầu cầm từ từ chúng ta thấy không? Này chạy cỡ nửa tiếng nữa. Đây, nó quặn xuống đây rồi. Rồi, phần ở đây cũng đã xong rồi. Còn cái phần khúc miếng bè nữa đó, khúc đó nữa. Với con lươn đụng bên kia nữa, trên đó chút xíu nữa. Đó thấy không? Rồi, clip này đến đây kết thúc nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha.